So, các em nghe trước thử coi có hiểu hết tất cả những gì ở trong cái bài này nó nói không nè. Rất là khó hiểu. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch und doch europäisch? Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em nghe được không? Có thể gọi là cố gắng, nhưng mà sau đây thì thầy sẽ dạy cho các em nghe. Ở trong này có chữ mangoes, mangoes và chữ lychee. Mango là do tiếng Trung Quốc gọi là mẫng quả tức là hoa quả. Nhưng mà người Mỹ tụi ăn nó tới thì nó chẳng biết cái thấy mango thì nó đặt tên là mangoes. Nhưng mà thực sự nó là xoài. Nhưng mà lấy chữ mắng của còn lychee là vải, tiếng Việt mình gọi là lệ chi, nhưng tức là vườn vải. À, thì mango và lychee là có nguồn gốc lấy âm của nước Trung Hoa và Spain là nước Đức. Du hast gedacht, hãy tưởng tượng, bạn tưởng tượng rằng lychee và mango nicht in Europa angebaut werden. Angebaut tức là trồng trọt werden können là có thể, tức là du hast gedacht, dass lychee und mango nicht in Europa angebaut werden können, tức là các bạn nghĩ rằng là không thể nào trồng lệ chi, tức là trồng vải và trồng xoài ở Âu Châu này, Europa, tức là Âu Châu. Ở trong này có chữ mangoes và chữ lychee. Mango là do tiếng Trung Quốc gọi là mẫng quả tức là hoa quả. Nhưng mà người Mỹ tụi ăn nó tới thì nó chẳng biết cái thấy mango thì nó đặt tên là mangoes. Nhưng mà thực sự nó là xoài. Nhưng mà lấy chữ mango của còn lychee là vải, tiếng Việt mình gọi là lệ chi, nhưng tức là vườn vải. À, thì mango và lychee là có nguồn gốc lấy âm của nước Trung Hoa và Spain là nước Đức. Du hast gedacht, hãy tưởng tượng, bạn tưởng tượng rằng lychee và mango nicht in Europa angebaut werden. Angebaut tức là trồng trọt werden können là có thể, tức là du hast gedacht, dass lychee und mango nicht in Europa angebaut werden können, tức là các bạn nghĩ rằng là không thể nào trồng lệ chi, tức là trồng vải và trồng xoài ở Âu Châu này, Europa, tức là Âu Châu. Diese Kiste, tức là cái thùng đựng trái cây đó, một cái Kiste, thùng bia có một Kiste, tức là thùng tương đối chắc chắn, đó là Kiste. Diese Kiste hier wird vom Gegenteil überzeugt. Überzeugt tức là xác minh, chứng minh hay là nhận định được. Gegenteil tức là ngược lại, tức là những cái thùng sau đây nó sẽ chứng minh ngược lại. Là gì? Ngược lại cái gì? Ngược lại là lychee und mango có thể angebaut ở Europa. Rồi, tóm lại, angebaut mangoes und lychee in Spanien. Du hast gedacht, dass lychee und mangoes nicht in Europa angebaut werden können. Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen.
So, tóm lại, unbound mangoes und lychee in Spanien. Du hast gedacht, dass lychee und mangoes nicht in Europa angebaut werden können. Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. Ja? Ja. Diese Kiste, tức là cái thùng đựng trái cây đó, một cái kista, thùng bia cũng là một kista, kista tức là thùng tương đối chắc chắn, đó là kista. Diese kista hier wird vom Gegenteil überzeugt. Überzeugt tức là xác minh, chứng minh hay là nhận định được. Gegenteil tức là ngược lại, tức là những cái thùng sau đây nó sẽ chứng minh ngược lại là gì? Ngược lại cái gì? Ngược lại là lychee und mango có thể angebaut ở Europa. Diese Kiste, tức là cái thùng đựng trái cây đó, một cái Kiste, thùng bia cũng là một Kiste, Kiste tức là thùng tương đối chắc chắn, đó là Kiste. Diese Kiste hier wird vom Gegenteil überzeugt. Überzeugt tức là xác minh, chứng minh hay là nhận định được. Gegenteil tức là ngược lại, tức là những cái thùng sau đây nó sẽ chứng minh ngược lại là gì? Ngược lại cái gì? Ngược lại là lychee und mango có thể angebaut ở Europa. Nói về chữ Früchte này là bao gồm cả Obst lẫn Gemüse, có nghĩa là bao gồm Obst là chỉ có trái cây thôi, Gemüse là rau cỏ. Gemüse nó khác với salad ở chỗ là Gemüse, đội là có những Gemüse có khi vừa ăn sống nhưng có những khi phải luộc, còn salad là không cần luộc ăn sống được. Obst cũng vậy, có loại Obst phải luộc lên nhưng có loại Obst có thể là ăn sống được, cho nên là mình tất cả Früchte là cái Oberbegriff, tức là tiếng gọi chung cho Obst và Gemüse. Gemischt có nghĩa là lẫn lộn. Eine gemischte Kiste, tức là một cái thùng chứa lẫn lộn. Mango và lychee, có nghĩa là mango với lychee chứa chung trong cái kista này. Và tất cả là Früchte, tức là hoa quả, hay còn gọi là Obst. Sorgfältig là cẩn thận. Tất cả đều là cẩn thận. Also tóm lại, in unsere Gemischkisten mit Mangos und Litschi sind alle Früchte sorgfältig in Europa. Biologisch, ở Việt Nam mình hay dùng chữ sạch, lâu lâu là còn chữ siêu sạch. Nhưng thực sự ra biologisch là nó tự nhiên, tức là sản phẩm tự nhiên, không có pha chế chất hóa học. Có nghĩa nó là phân bón, không được dùng phân hóa học, mà là phân tự nhiên. Nachhaltig, cái chữ này, hai chữ này thực sự đồng nghĩa với nhau. Nachhaltig có nghĩa là tái tạo lại được, tức là nó dùng cái phương pháp gì á, rồi những cái chất phế thải nó tái tạo lại. Còn Landwirtschaft có nghĩa là nông, thuộc về nông nông trại, nông dân, những gì về ngành nhà nông. Angebaut giống như chữ trên này, Angebaut tức là trồng trọt. Nói tóm là in unsere Gemischkiste, là trong cái thùng của tôi đó, mit mango und lychee sind Früchte, tức là hoa quả, sorgfältig in Europa nach den Regeln. Regeln là luật lệ, tức là cẩn thận theo luật lệ ở Đức, theo luật lệ của cái biologist. Nachhaltig tức là sản phẩm thiên nhiên và tái tạo được, tức là theo Regeln của nền nông nghiệp tự nhiên và tái tạo, được trồng trọt theo kiểu đó. Also, in unserer gemischten Kisten mit Mangos und Lychee
sind Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Biologisch, ở Việt Nam mình hay dùng chữ sạch, tôi lâu là còn chữ chữ siêu sạch, nhưng thực sự ra biologisch là nó tự nhiên, tức là sản phẩm tự nhiên, không có pha chế chất hóa học, có nghĩa nó là phân bón không được dùng phân hóa học mà là phân tự nhiên. Nachhaltig, cái chữ này hai chữ này thực sự đồng nghĩa với nhau. Nachhaltig có nghĩa là tái tạo lại được, tức là nó dùng cái phương pháp gì á, rồi những cái chất phế thải nó tái tạo lại. Còn Landwirtschaft có nghĩa là nông, thuộc về nông nông trại, nông dân, gì về ngành nhà nông. Angebaut giống như chữ trên này, Angebaut tức là trồng trọt. Nói tóm là in unsere gemischten Kiste, là trong cái thùng của tôi đó, mit Mango und Litchi sind Früchte, tức là hoa quả, sorgfältig in Europa nach den Regeln, Regeln là luật lệ, tức là cẩn thận theo luật lệ, ở Đức theo luật lệ của cái biologische nachhaltig, tức là sản phẩm thiên nhiên và tái tạo được, tức là theo Regeln của nền nông nghiệp tự nhiên và tái tạo, đã được xế, được trồng trọt theo kiểu đó. Also, in unserer gemischten Kisten mit Mangos und Litchi sind Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. So, nochmals. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litchi sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der Landwirtschaft, der biologischen und auch erkanntlichen Landwirtschaft angebaut worden. So, nochmals. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litchi sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der Landwirtschaft, der biologischen und auch erkanntlichen Landwirtschaft angebaut worden. So, chúng ta sẽ cố gắng nghe phần thứ nhì của cái đoạn này từ đây cho đến đây và cố gắng hiểu nghe. Hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litchis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima. So, các em nghe thấy có hiểu hết không? Tí nữa thầy sẽ giảng cho nghe. So, chúng ta sẽ cố gắng nghe phần thứ nhì của cái đoạn này từ đây cho đến đây và cố gắng hiểu nghe. Hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litchis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima. So, các em nghe thấy có hiểu hết không? Tí nữa thầy sẽ giảng cho nghe. So, das mediterrane Klima mit seinen milden Winter und warm, sehr trocken Sommern eignet sich tatsächlich sehr gut für Mangos und auch Litchis, die in tropischer Klimazone gedeihen. Ja, mediterrane là cái vùng Địa Trung Hải, người ta gọi là Mediterranean Clima, có nghĩa là khí hậu, cho nên người ta nói Mediterranean Clima, tức là khí hậu vùng Địa Trung Hải. Cái vùng đó rất mild, tức là không có lạnh cũng không có nóng, là vừa đúng,
tức là mùa mùa winter nó không có lạnh, mà mùa summer đó thì nó vừa nóng mà lại vừa khô nữa. Đó là cái vùng Mediterranean. So, Mediterranean, the climate is mild in winter, warm and tropical in summer. Mediterranean là cái vùng Địa Trung Hải, người ta gọi là Mediterranean climate, có nghĩa là khí hậu, cho nên người ta nói Mediterranean climate, tức là khí hậu vùng Địa Trung Hải. Cái vùng đó rất mild, tức là không có lạnh cũng không có nóng, là vừa đúng, tức là mùa mùa winter nó không có lạnh, mà mùa summer đó thì nó vừa nóng mà lại vừa khô nữa. Đó là cái vùng Mediterranean. So, Mediterranean, the climate is mild in winter, warm and tropical in summer. So, eignet sich có nghĩa là thích hợp. Tatsächlich là có cơ sở. Tức là eignet tatsächlich là một sự thích hợp có cơ sở. Là sehr gut für mango. Tropisch là nhiệt đới. Klimazone là cái vùng khí hậu nhiệt đới. So, eignet sich có nghĩa là thích hợp. Tatsächlich là có cơ sở. Tức là eignet tatsächlich là một sự thích hợp có cơ sở. Là sehr gut für mango. Tropisch là nhiệt đới. Klimazone là cái vùng khí hậu nhiệt đới. Rồi đi này đó. Đó là cái gì? Đó là bom phía măng gấu un lì xì, nó thay thế cho măng gà đai hình, tức là lớn lên cái cây cối được mọc lớn lên đó. Tức là nó thích hợp, gãy nó sẽ thích hợp cho những cái loại cây mà nó chỉ lớn lên ở cái vùng nhiệt đới mà thôi, tức là đi lớn lên cái đáy hơn, tức là lớn lên nổi cao lớn. Tức tropis là vùng nhiệt đới nhé. Rồi đi này đó, đó là cái gì? Đó là bom phía măng gấu un lì xì, nó thay thế cho măng gà đai hình, tức là lớn lên cái cây cối được mọc lớn lên đó. Tức là nó thích hợp, gãy nó sẽ thích hợp cho những cái loại cây mà nó chỉ lớn lên ở cái vùng nhiệt đới mà thôi, tức là đi lớn lên cái đáy hơn, tức là lớn lên nổi cao lớn. Thích hợp tropis là vùng nhiệt đới nhé. So, das Mediterrane Klima mit seinen milden Winter und warm, sehr trocken Sommern eignet sich tatsächlich sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischer Klimazone gedeihen. So, das mediterrane Klima mit seinen milden Winter und warm, sehr trocken Sommern eignet sich tatsächlich sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischer Klimazone gedeihen. Và các em sẽ nghe phần thứ ba, tức là từ đây cho đến đây. Con có hiểu như thế nào nghe? Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch? Ja, jetzt sao chưa? Các em có thấy là nghe có hiểu được gì không? Chắc không đâu ha. Và các em sẽ nghe phần thứ ba, tức là từ đây cho đến đây. Con có hiểu như thế nào nghe?
Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch? Dạ, dễ sợ chưa? Các em có thấy rằng là nghe có hiểu được chắc không đâu ha? Dạ, tropis tức là nhiệt đới, europis là châu Âu. Cho nên khi đặt cái câu tropis undoct europis có nghĩa rằng là những cái cây vùng nhiệt đới mà lại tại sao lại sống được Âu Châu. So tropis undoct europis. Yeah. Tropis tức là nhiệt đới, europis là châu Âu. Cho nên khi đặt cái câu tropis undoct europis có nghĩa rằng là những cái cây vùng nhiệt đới mà lại tại sao lại sống được Âu Châu. So tropis undoct europis. And geerntet có nghĩa là gặt hái, frisk geerntet tức là vừa mới hái cái trên cây xuống, tức là du kannst diese Kiste, tức là bạn có thể đặt, bestellen, đặt mua cái Kiste này, mà cái Kiste frisch geerntet mango, tức là vừa hái trên cây xuống mango và lychee, cho nên frisch geerntet. And geerntet có nghĩa là gặt hái, frisch geerntet tức là vừa mới hái cái trên cây xuống, tức là du kannst diese Kiste, tức là bạn có thể đặt, bestellen, đặt mua cái Kiste này, mà cái Kiste frisch geerntet mango tức là vừa hái trên cây xuống mango và lychee, cho nên frisch geerntet. Erhält tức là nhận được, erhält dein Obst, Obst này, cái này nó thuộc về Obst, ở trên là Früchte là cả Gemüse, tức rau salad, nhưng mà đây chỉ có mango với lại lychee thôi, thành ra nó chỉ nói là Obst. Tatsächlich là coi như là chính xác. Innerhalb von 5 Tagen tức là trong vòng 5 ngày, direkt zu Hause. Zu der Haustür, tức là trực tiếp ngay trước cửa nhà luôn. Also, du erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustür. Erhält, tức là nhận được. Erhält dein Obst. Obst này, cái này nó thuộc về Obst. Ở trên là Früchte, là cả Gemüse, tức là rau salad, nhưng mà đây chỉ có mango với lại lychee thôi, thành ra nó chỉ nói là Obst. Tatsächlich là coi như là chính xác. Innerhalb von 5 Tagen tức là trong vòng 5 ngày, direkt zu Hause, zu der Haustür tức là trực tiếp ngay trước cửa nhà luôn. Also, du erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustür. Genieße có nghĩa là tận hưởng, hãy tận hưởng cái Sommer tức là mùa hè. Also genieße den Sommer bis bald, hẹn gặp lại. Also genieße den Sommer und bis bald. Genieße có nghĩa là tận hưởng, hãy tận hưởng cái Sommer tức là mùa hè. Also genieße den Sommer bis bald, hẹn gặp lại. Also genieße den Sommer und bis bald. So, các em sẽ tới cái phần cuối cùng từ đây cho đến đây. Cố gắng nghe nha. Tropisch und doch europäisch. Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em thấy dễ sợ chưa? Nó là người Đức họ nói như vậy đó. Nhưng mà không sao,
các em sẽ hiểu ngay bây giờ. So, chúng ta nghe thử hai cái đoạn đầu này thôi. Nó ra làm sao nha. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste. So, các em thấy sao? So, chúng ta nghe thử hai cái đoạn đầu này thôi. Nó ra làm sao nha. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste. So, các em thấy sao? So, chúng ta sẽ cố gắng nghe phần thứ nhì của cái đoạn này từ đây cho đến đây. Và cố gắng hiểu nha. Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima. So, các em nghe thấy, có hiểu hết không? Tí nữa thầy sẽ giảng cho nghe. So, chúng ta sẽ cố gắng nghe phần thứ nhì của cái đoạn này từ đây cho đến đây. Và cố gắng hiểu nha. Sie hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima. So, các em nghe thấy, có hiểu hết không? Tí nữa thầy sẽ giảng cho nghe. Và các em sẽ nghe phần thứ ba, tức là từ đây cho đến đây. Con có hiểu như thế nào nghe? Angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch? Ja, dễ sợ chưa? Các em có thấy rằng là nghe có hiểu được? Chắc không đâu ha. Và các em sẽ nghe phần thứ ba, tức là từ đây cho đến đây. Con có hiểu như thế nào nghe? Angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch? Ja, dễ sợ chưa? Các em có thấy rằng là nghe có hiểu được cái gì không? Chắc không đâu ha. So, các em sẽ tới cái phần cuối cùng từ đây cho đến đây. Cố gắng nghe nha. Tropisch und doch europäisch. Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em thấy dễ sợ chưa? Nó là người Đức họ nói như vậy. Nhưng mà không sao, các em sẽ hiểu ngay bây giờ. So, các em sẽ tới cái phần cuối cùng từ đây cho đến đây. Cố gắng nghe nha. Tropisch und doch europäisch. Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em thấy dễ sợ chưa? Nó là người Đức họ nói như vậy. Nhưng mà không sao, các em sẽ hiểu ngay bây giờ. Và bây giờ chúng ta nghe lại toàn bộ cái bài đó một lần nữa nghe. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In
In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch und doch europäisch? Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em thấy không? Và tất cả những cái này đó là đều trong cái trang mạng này có thể đọc được. Clothing Farming. Các em cố gắng nha. Và bây giờ chúng ta nghe lại toàn bộ cái bài đó một lần nữa nha. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch und doch europäisch? Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em thấy không? Và tất cả những cái này đó là đều trong cái trang mạng này có thể đọc được. Clothing Farming. Các em cố gắng nha. So, các em nghe trước thử coi có hiểu hết tất cả những gì ở trong cái bài này nó nói không nghe. Rất là khó hiểu. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch und doch europäisch? Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em nghe được không? Có thể gọi là cố gắng, nhưng mà sau đây thì thầy sẽ dạy cho các em nghe. So, các em nghe trước thử coi có hiểu hết tất cả những gì ở trong cái bài này nó nói không nghe. Rất là khó hiểu. Du hast gedacht, dass Litschis und Mangos nicht in Europa angebaut werden können? Diese Kiste hier wird dich vom Gegenteil überzeugen. In unserer gemischten Kiste mit Mangos und Litschis sind alle Früchte sorgfältig in Europa nach den Regeln der biologischen und auch nachhaltigen Landwirtschaft angebaut worden. Das mediterrane Klima mit seinen milden Wintern und warmen, sehr trockenen Sommern eignet sich tatsächlich sehr, sehr gut für Mangos und auch Litschis, die in tropischen Klimazonen gedeihen. Tropisch und doch europäisch? Du kannst diese Kiste hier mit frisch geernteten Mangos und Litschis bestellen und erhältst dein Obst tatsächlich innerhalb von 5 Tagen direkt zu dir an die Haustüre. Genieße den Sommer. Bis bald. So, các em nghe được không? Có thể gọi là cố gắng, nhưng mà sau đây thì thầy sẽ dạy cho các em nghe. Hören, wissen und verstehen, đó là ba yếu điểm mà các em sẽ bị thường thường là như vậy. Các em nghe,
nhưng lại các em cứ muốn hiểu cái điều đó không đúng, nghe rất là khó. Tại vì ta nói ngắn, nhanh, nhanh gọn và bỏ những âm, nuốt những âm quen thuộc. Vision là khi hören đó, mình nhận thức được mạch chữ dù chưa nghe tới. Có nghĩa là nếu mà mình nghe được á, thì mình biết cái chữ nó viết như thế nào. Và chứ không phải là mình không biết. Tức là nhận thức được mạch chữ. Đó là cái điều quan trọng. Đúng không? Tại vì mình nghe, nhưng mà biết cái chữ là chữ gì, mặc dù mình chưa nghe chữ đó bao giờ cả. Cái đó mới là gọi là nghe. Nghe không phải là khi mà các em viết hay các em nghe mà các em không hình dung được cái chữ đó thì chưa khỏi là nghe. Nghe có nghĩa là mình biết cái chữ đó như thế nào. Thì lấy nhiên những chữ mình hiểu và những chữ mình không hiểu, nhưng mà mình nghe mình biết có cái chữ đó thì mới gọi là nghe. Chứ còn nghe mà mình chẳng biết là chữ đó học chưa hay chữ đó viết ra làm sao thì như vậy là chưa khỏi là nghe. Đó, nghe. Và khi mà như vậy thì mới vision, có nghĩa là mình nghe, mình biết chữ là chữ gì, nghe và biết, hiểu là chuyện khác. Đó. Đầu tiên nghe và biết chữ gì, mạch chữ ra làm sao. Sau đó mới là feste. Thì lúc đó mình sẽ lọc bỏ những chữ. Khi mình nghe người ta nói thì nó có những chữ văn hoa, mây gió thì mình biết, nghe, biết. Đúng không? Chữ nào mà trời mưa trăng gió thì bỏ qua bên, chỉ nghe những chữ nào mình muốn biết mà thôi. À, tức là khi nghe, biết mà chữ, chữ nào thừa thải, bỏ, chỉ chú trọng những chữ cần thiết. À, cho nên, cái bài sau đây đó sẽ dạy cho các em cách nghe để nghe, và cách vision để biết chữ, và cách festival, nguyên câu người ta nói. À, và bằng cách nào? Bằng cách các em tự hören là tự đọc và tự nghe. Các em phải tự đọc và tự nghe. Và tự vision, tức là phải đọc được cái mạch và nhận ra cái mạch chữ đó. Tức là tự đọc, tự nghe và tự nhận ra mạch chữ đó. Và làm sao? Phải hiểu cái chữ đó thì đương nhiên phải dùng cái Google dịch để nghe những chữ chưa nghe. Đó là nguyên tắc của một người học tiếng Đức hay giỏi Đức, là nghe, không cần hiểu, chỉ cần biết có chữ nào mình không biết. Vision, cái đó thuộc vào là vision. Và sau đó mới tới Verstehen. Verstehen là bỏ những cái văn, những mỹ từ rỗng tuếch sáo ngữ ra ngoài một bên. Wie immer, ich danke euch für das Zuschauen des Videos, aber bitte nicht vergessen, like, Kommentare zu hinterlassen. Có lẽ nhiều người, nhiều em không hiểu cái câu này. Là phải like and comment, tức là các em ủng hộ bằng cách là bấm cái nút like hay là viết một vài commentary, rồi đến khi nào có dịp thì các em sẽ được trả lời khi mà thời gian nó rảnh hay là đúng trường hợp nào đó. Và weiter liken cho đến nhiều bạn, cái này thì nhiều lắm. Cảm ơn các em đã weiter liken nhiều lắm. Thấy gọi là thấy có nhiều em cứ tiếp tục weiter liken cho người bạn của mình. Và wünsche euch viel Spaß noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht gut. Alles gut. Chào. Tất cả những chữ ở đây nè là những chữ để chào. Các em chỉ cần dùng một trong cái nhóm chữ đó thôi. Thí dụ nói wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Auf Wiedersehen là đủ rồi. Còn nếu không mình dùng chữ macht gut, hay là alles gut, hay là chào, một trong ba cái đó mình dùng ở đó. Tiếng mắc gút này để dành cho những người gọi là quen biết nhau. Có người họ chọc mắc gút thì kia nó mắc besser nhỉ. Ok. Mà đa số thân thuộc họ dùng cho mắc gút lắm. Và tất cả những sách vở, những cái gì ở trong bài này đều nằm ở trong quyển sách này cả. Đó là những quyển sách mà các em có thể lấy trên mạng xuống, hoặc là nếu cần nói thì thầy sẽ chỉ cho cái đường link của nó để các em vào đó mà đọc. Mà cái đó bằng tiếng Đức nha. Dạ. Yeah. Chào.